Top 50 ca sĩ hải ngoại trước năm 1975, ngày ấy bây giờ ra sao? Phần cuối. Thanh Phong, ca sĩ Thanh Phong tên thật là Đào Công Khanh, sinh năm 1942, là một trong những môn sinh đầu tiên của lò nhạc Nguyễn Đức và được biết đến nhiều nhất khi hát trong ban Tam Ca Sa Pang. Từ thập niên 1960, Thanh Phong hoạt động trong đoàn văn nghệ Bảo An, Địa Phương Quân và Biệt đoàn văn nghệ Trung ương. Đây cũng là thời gian ông có ý định thành lập một nhóm hát, xuất phát từ sự mến mộ của Thanh Phong dành cho ban Thăng Long nổi tiếng. Tại Biệt đoàn văn nghệ, Thanh Phong kết thân với hai nam ca sĩ khác là Phương Đại và Duy Mỹ, cùng nhau thành lập một nhóm hát ba người, và cũng chính nhạc sĩ Nguyễn Đức là người đặt cho cái tên là ban Tam Ca Sa Pang, để họ cùng đứng trên các sân khấu ca nhạc của Đại Nhạc Hội, phòng trà cũng như trong các phòng thu của hãng đĩa. Cách hát phối bè mới lạ, trong các bài hát như Những Bước Chân Âm Thầm, Thôi, Có Phiêu Du của ban Sa Pang đã hấp dẫn được công chúng và trở thành một hiện tượng. Ba người với ba phong cách phối hợp với nhau nhịp nhàng ăn ý cả về tiếng hát, giọng bè, lẫn cử chỉ và cách trình diễn. Hoàng Oanh. Ca sĩ Hoàng Oanh sinh năm 1946, là một trong những ca sĩ tiên phong hát dòng nhạc vàng từ thập niên 1960 và đã dành trọn cả đời để cống hiến cho âm nhạc trong suốt gần 70 năm ca hát. Số lượng bài hát nhạc vàng gắn liền với tên tuổi Hoàng Oanh rất nhiều. Có thể liệt kê những bài nổi tiếng nhất là Ai Ra Xứ Huế, Di Khánh, Chiến Đò Vì Tiếng, Lam Phương, Tình Yêu Trở Lại Trăng Sau, Lê Dinh, Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy, Trầm Tử Thiên, Về Đầu Mái Tóc Người Thương Hoài Linh, Câu Chuyện Đầu Năm Hội An, Một Người Đi Mai Châu, Mưa Trên Phố Huế, Minh Kỳ, Tôn Nữ Thủy Khương, Sao Chưa Thấy Hội Âm, Châu Kỳ. Hoàng Anh cũng là ca sĩ hiếm hoi của dòng nhạc vàng, học lên đến đại học thời đó. Cô tốt nghiệp cử nhân ban sử địa ở Đại học Văn Khoa. Tuấn Ngọc, ca sĩ Tuấn Ngọc sinh năm 1947, xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ có cha và các chị em đều là ca sĩ nổi tiếng. Và bản thân Tuấn Ngọc cũng được xem là một trong những nam ca sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc trữ tình hải ngoại sau năm 1975 cho đến nay. Ông sở hữu giọng hát trầm ấm và có phong cách diễn tả đặc biệt, là nam ca sĩ nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ của công chúng yêu nhạc. Dù Tuấn Ngọc đã đi hát trước năm 75, nhưng chủ yếu là hát nhạc ngoại và ông chỉ thực sự hát nhạc trữ tình Việt Nam từ thập niên 80. Nhưng những nhạc sĩ trữ tình nổi tiếng nhất của nhạc Việt là Ngô Thị Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn đều xem Tuấn Ngọc là giọng ca nam hát thành công nhất những ca khúc của họ. Tuấn Ngọc cũng được nhiều người xem như một tượng đài của dòng nhạc trữ tình, luôn xuất hiện trên sân khấu với một phong cách chỉnh chu, lịch thiệp của một quý ông đích thực. Đặc biệt, giọng hát của ông còn tạo thành một trường phái Tuấn Ngọc, tạo được sự ảnh hưởng tới nhiều nam ca sĩ thế hệ sau như Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Quang Dũng, Xuân Phú. Anh Ngọc sinh năm 1925 tại Hà Đông, là một trong những nam danh ca có ảnh hưởng nhất trong làng nhạc trữ tình miền Nam trước năm 75. Nhiều đồng nghiệp và người trong giới văn nghệ đã thừa nhận tài năng của ông. Một giọng ca trung hòa được hai yếu tố là giọng ca truyền cảm và dày dặn về mặt kỹ thuật. Ngoài việc truyền đạt lời hát một cách rõ ràng và chuẩn xác, anh Ngọc còn sử dụng cách luyến lấy cũng như phân đoạn câu hát để nói lên ý nghĩa của bài hát, hay nói đúng hơn là trong những ý nghĩa chứa đựng trong bài hát. Tiếng hát của ông rất mạnh, sang sảng. Ông lên tới những nốt rất cao mà không mỏng, xuống được những nốt trầm mà vẫn dày vẫn rõ. Khoảng cách của các nốt nhạc được ông xướng lên đồng đều, không lép mà chắc nịch. Phải nói đến chuyện trời cho ấy, vì ngày nay nhờ kỹ thuật âm thanh ai cũng có thể tự nghĩ rằng mình có giọng ca thiên phú. Anh Ngọc có làn hơi phong phú, ông là một trong số ca sĩ hiếm hoi của Việt Nam vẫn giữ được trường độ của một câu nhạc rất dài. Từ chuyện thiên phú, phải nói đến chuyện nhân tài. Ông hiểu nội dung ca khúc và cách diễn tả, nói một cách khác, ông rất thông minh và nắm được cách thể bắt buộc của câu hát. Cho đến nay ở tuổi 96, năm 2021, anh Ngọc là ca sĩ Việt Nam lớn tuổi nhất vẫn còn tại thế. Họa Mi. Ca sĩ Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955, là một trong những ca sĩ nổi bật nhất tuổi thế hệ sau cùng của làng nhạc Sài Gòn trước năm 75. Cô được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phát hiện, nhận làm học trò và được đánh giá là có giọng hát trong và thánh thót ở những nốt cao ấm áp và tình cảm ở những nốt trầm, vì vậy đã trình bày thành công được đa dạng thể loại nhạc. Trúc Mai. Ca sĩ Trúc Mai sinh năm 1942, thuộc thế hệ đầu tiên của nhạc vàng miền Nam. Cô không chỉ có giọng hát ngọt ngào, ấm áp, mà còn chinh phục khán giả với vẻ đẹp yêu kiều, ví phái giọng hát Trúc Mai gắn liền với bài hát
hàng mặt tự của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thanh Mai, ca sĩ Thanh Mai sinh năm 1955 trong làng nhạc Sài Gòn trước năm 75. Dù Thanh Mai không phải là ca sĩ thuộc hàng nổi danh nhất, nhưng tên tuổi của cô vẫn được rất nhiều người biết đến và yêu mến. Đã có một thời, đôi song ca Quốc Dũng Thanh Mai làm khái động các sân khấu nhạc trẻ Sài Gòn. Ấn tượng của Thanh Mai trong lòng khán giả yêu nhạc thập niên 1970 là một ca sĩ trẻ có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương và giọng hát tươi vui trong trẻo. Khánh Ly. Ca sĩ Khánh Ly sinh năm 1945, được xem là một trong những nữ danh ca nổi tiếng nhất của làng nhạc Sài Gòn trước năm 75. Cùng với Thái Thanh và Lệ Thu, thì Khánh Ly được đánh giá là một trong ba nữ danh ca tiêu biểu nhất của nhạc trữ tình Việt Nam. Tên tuổi của Khánh Ly thường được nhắc đến bên cạnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và bà được xem là người hát nhạc Trịnh hay nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì vậy mà đã có nhiều sự nhìn nhận không đúng, cho rằng Khánh Ly chỉ hát hay nhạc của Trịnh Công Sơn, trong khi bà vẫn hát rất thành công nhạc của nhiều nhạc sĩ khác như Phạm Duy, Từ Công Phùng, Ngô Thị Miên, đặc biệt là Trầm Tử Thiên và Nguyễn Đình Toàn. Với những album được xem là hay nhất tại hải ngoại như Kinh Khổ, nhạc Trầm Tử Thiên, Hiên Cốt Vàng, nhạc Nguyễn Đình Toàn. Kim Loan. Ca sĩ Kim Loan sinh năm 1948, nổi tiếng khắp làng nhạc miền Nam xưa với nhan sắc khả ái, với ca khúc được mến mộ nhất là Căn Nhà Ngoài Ô của nhạc sĩ Anh Bằng. Ca sĩ Giao Linh. Ca sĩ Giao Linh sinh năm 1949, thường được nhắc đến như một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc vàng thế hệ trước năm 75. Cô sở hữu giọng hát truyền cảm và có phần nức nở, thổn thức phù hợp với những ca khúc nhạc buồn sâu lắng, được nhiều người gọi với biệt danh là nữ hoàng sầu muộn. Yêu thích và có năng khiếu ca hát từ nhỏ, dù bị cha ngăn cấm, nhưng ca sĩ Giao Linh vẫn được mẹ khuyến khích và cho đi học hát song song với học văn hóa ở trường nữ trung học Nguyễn Bá Tầm. Giao Linh được một giáo sư dạy nhạc tại trường trung học là nhạc sĩ Thu Hồ phát hiện ra tiềm năng và giới thiệu đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, rồi may mắn được ông nhận làm học trò. Đó có thể xem là bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Giao Linh. Nhờ sự hết lòng dìu dắt và nâng đỡ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cùng với sự kèm cặp về nhạc lý của nhạc sĩ Ngọc Sơn, cô đã dần trở thành một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng được yêu thích nhất suốt hơn 50 năm qua. Chế Linh. Ca sĩ Chế Linh sinh năm 1942, là một huyền thoại của dòng nhạc vàng, là một trong những ca sĩ đầu tiên hát nhạc vàng phổ thông thịnh hành và được yêu thích cho đến ngày nay. Ông bắt đầu nổi tiếng từ thập niên 60, vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ, bút hiệu là Tú Nhi. Ông cùng với các ca sĩ nhạc sĩ khác là Duy Khánh, Hùng Cường và Nhật Trường được xưng tụng là tứ trụ nhạc vàng. Và trong bộ tứ này hiện nay, chỉ còn lại duy nhất ca sĩ Chế Linh, ba người còn lại đã tạ thế được nhiều năm. Hiện nay ở tuổi 80, ông vẫn còn đi hát, là giọng hát bền bỉ nhất của nhạc Việt mọi thời đại. Thanh Lan. Thanh Lan sinh năm 1948, là ca sĩ diễn viên của Việt Nam, sở hữu nhan sắc khả ái. Thanh Lan là nữ nghệ sĩ đa tài và thành công trên cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu. Trong sự nghiệp âm nhạc, cô cũng trình bày thành công nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ dân ca, nhạc tiền chiến, trữ tình, nhạc trẻ, nhạc vàng và đặc biệt là nhạc Pháp. Hương Lan. Ca sĩ Hương Lan sinh năm 1956, được xem là một trong những nữ danh ca nổi tiếng nhất của nhạc vàng trước và sau năm 1975. Giọng hát của Hương Lan nổi tiếng với sự ngọt ngào đặc trưng, đặc biệt là khi hát nhạc quê hương âm hưởng dân ca Nam Bộ. Hương Lan cũng là một trong những ca sĩ có nhiều bản thu âm nhất, với hàng ngàn ca khúc được phát hành trong hơn 50 năm ca hát. Ca sĩ Julie, trước năm 1975, có nghệ danh là Julie Quang, sinh năm 1951, mang hai dòng má Việt và Ấn, là một nữ ca sĩ nổi tiếng trước năm 75, được yêu mến với giọng hát rất đặc biệt, được mô tả là liêu trai và đầy mê hoặc. Ngoài ra, khi nhắc đến Julie, người ta nhắc đến ca khúc Mùa Thu Chết và ngược lại. Vì thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, nên thời gian đầu của sự nghiệp, Julie thường hát nhạc ngoại tại các lướt Mỹ. Trên các sân khấu đó, cô quen với ca sĩ Duy Quang, họ nhanh chóng trở thành một đôi. Thời gian sau đó, Julie được nhạc sĩ Phạm Duy khuyến khích và dẫn dắt để chuyển sang hát nhạc Việt, và ca khúc được thu đĩa đầu tiên của Julie chính là ca khúc Định Mệnh Mùa Thu Chết, gắn liền với tên tuổi của cô suốt 50 năm qua. Nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác Mùa Thu Chết riêng cho tiếng hát Julie, và trong cùng thời điểm đó, cũng chính ông đã đặt cho Julie các nghệ danh mới là Julie Quang, cái tên đã gắn liền với sự nghiệp của cô trước năm 75. Sau này sang hải ngoại, cô chia tay với Duy Quang và dùng lại nghệ danh là Julie. Mai Lệ Huyền. Ca sĩ Mai Lệ Huyền tên thật là Nguyễn Thu Cúc, sinh năm 1946, từng được xem là một hiện tượng âm nhạc đặc biệt trong làng nhạc miền Nam trước năm 75, đã được giới báo chí và giới mộ điệu đặc biệt danh là búp bê lửa hay nữ hoàng nhạc kích động.
cơ sở hữu một vẻ đẹp lạ với khuôn mặt tròn đầy, mũm mĩm như búp bê, đôi mắt sâu to tròn và thân hình bốc lửa khỏe khoắn. Với người hình nổi bật như vậy, Mai Lộ Hiền đã làm mưa làm gió ở các vũ trường Sài Gòn, đặc biệt là khi xuất hiện trên sân khấu bên cạnh Hùng Cường. Thái Hiền, ca sĩ Thái Hiền, sinh năm 1956, là người con thứ năm, đồng thời là trưởng nữ của nhạc sĩ Phạm Nhi và danh ca Thái Hằng. Thái Hiền bước chập chững bước vào con đường nghệ thuật từ khi mới 13 tuổi, với những bài Bé Ca và nhạc sĩ Phạm Nhi viết dành riêng cho con gái của mình. Khi trở thành thiếu nữ, Thái Hiền được hát những bài nữ ca cũng của người cha nổi tiếng viết riêng cho giọng hát trong trẻo của cô. Sự nghiệp âm nhạc của Thái Hiền lên tới đỉnh cao khi cô hát ở hải ngoại, đặc biệt là vào thập niên 80-90, giọng hát Thái Hiền rất nhẹ nhàng và thảnh thơi, hát như là nói, như lời tâm tình, hát hồn nhiên, hát vô ưu, hát giản dị. Dù lời ca có đau khổ như thế nào, có vui sướng ra sao, pha sự thể hiện của Thái Hiền đều trở nên nhẹ như mây, có thể gây nghiện đối với người nghe bởi cái tình sâu kín ẩn bên trong vẻ ơ thờ, bởi âm thanh thánh thoát. Khánh Hà, ca sĩ Khánh Hà sinh năm 1952, cô đã đi hát trước năm 75, nhưng chủ yếu là hát nhạc trẻ. Từ sau khi sang hải ngoại, Khánh Hà được yêu mến với dòng nhạc trữ tình từ thập niên 1980, với giọng hát rất điêu luyện và được so sánh với các diva nước ngoài. Phương Đại, ca sĩ Phương Đại được yêu mến và biết đến nhiều nhất khi hát trong ban Tâm Ca Sa Băng. Ngoài ra ông cũng từng song ca với nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Ông đã bị trải qua một cơn đột quỵ từ năm 1986, vì vậy gần như hoàn toàn vắng bóng trong làng nhạc hải ngoại. Ngoại trừ một lần duy nhất xuất hiện trong Party By Night cùng với Thanh Phong năm 1998. Trang Mỹ Dung, ca sĩ Trang Mỹ Dung là một trong những nữ ca sĩ tiêu biểu của dòng nhạc vàng trước năm 75, nổi tiếng từ cuối thập niên 60, là học trò của nhóm nhạc Lê Minh Bằng, Lê Dinh Minh Kỳ và Anh Bằng. Trang Mỹ Dung tên thật là Trương Thị Mỹ Dung, sinh năm 1951 tại Phan Thiết, trong một gia đình Phật tử không có ai theo con đường nghệ thuật. Cô theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống từ năm 6 tuổi. Năm 1967, khi mới 16 tuổi, Trang Mỹ Dung ghi danh cuộc thi tuyển lựa ca sĩ do đài truyền hình Sài Gòn tổ chức. Sau buổi sơ khảo, nhạc sĩ Anh Bằng đến nói chuyện, khuyến khích cô theo con đường khác và nhận vào học lớp nhạc Lê Minh Bằng. Tại lớp nhạc này, cô được các thầy giới thiệu đến thâu âm cho hạng dị AC Sóng Nhạc mà nhóm Lê Minh Bằng đang công tác. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1967, một sự kiện quan trọng trong nghiệp hát của Trang Mỹ Dung đã diễn ra. Đó là ngày cô được thu âm ca khúc đầu tiên Hai Mùa Mưa của nhóm Lê Minh Bằng sáng tác. Ca khúc do Sóng Nhạc phát hành này đã đưa tên tuổi Trang Mỹ Dung trở thành một ngôi sao sáng chói của làng nhạc. Phương Dung, ca sĩ Phương Dung sinh năm 1946, có thông tin cho rằng năm sinh thật của cô là năm 1942, là ca sĩ thuộc thế hệ đầu của dòng nhạc vàng, được khán giả mến mộ trong suốt 60 năm qua. Cô được đặc biệt danh là Nhạn Trắng Gò Công, trước thành công với những ca khúc nhạc vàng nổi tiếng như Đỗ Buồn Ghét Trọ, Tả Từ Trong Đêm, Những Đồi Hoa Sim. Nếu nói về những danh ca hát nhạc vàng nổi tiếng nhất, người ta thường nhắc đến bốn giọng ca thuộc thế hệ tiên phong hát nhạc vàng từ đầu thập niên 1960, đó là Trúc Mai, Thanh Thúy, Hoàng Oanh và Phương Dung. Từ sự thành công của những ca sĩ đàn chị này, sau đó mới bắt đầu xuất hiện những nữ ca sĩ mà tên tuổi cũng đã trở thành huyền thoại là Thanh Tuyền, Giao Linh, Hương Lan. Trung Chỉnh, ca sĩ Trung Chỉnh sinh năm 1943, là ca sĩ nhạc vàng nổi tiếng trước năm 75 và thường song ca với Hoàng Oanh, Phương Dung. Dù là một ca sĩ được yêu thích cả trước năm 1975, nhưng nghề nghiệp chính của ông là bác sĩ quân y, ca hát chỉ là người tay trái. Thái Châu, ca sĩ Thái Châu tên thật là Trương Chiêu Thông, sinh năm 1951, là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc miền Nam. Trước năm 75, sở hữu giọng hát ngọt ngào phù hợp với các bài ca trữ tình nhẹ nhàng. Băng Châu, từ những thập niên 1970, làng văn nghệ Sài Gòn có sự xuất hiện của một gương mặt rất trẻ, vẫn còn mang dáng dấp một nữ sinh với những nét đẹp tươi tắn nhu mì, rạng rỡ, nhưng vẫn còn phảng phất hương lúa ngọt ngào của miền Tây trù phú. Ca sĩ Băng Châu sinh năm 1950, ngoài sở hữu giọng hát ngọt ngào, cô còn là một trong những nữ ca sĩ có nhan sắc khả ái nhất trong giới ca sĩ Sài Gòn trước năm 75. Kể từ khi xuất hiện trước công chúng, từ độ tuổi đôi mươi cho đến nay đã qua 50 năm, trên gương mặt của cô vẫn giữ được phần nào nét khả ái. Sơn Ca, ca sĩ Sơn Ca tên thật là Nguyễn Thị Tiết Nga, sinh năm 1953 tại Sài Gòn, là thế hệ ca sĩ sau cùng của làng văn nghệ Sài Gòn trước năm 75, nổi tiếng với những bài tình ca quê hương của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ như Trước Tình Về Với Quê Hương, Tình Ca Trên Lúa, Đám Cưới Trên Đường Quê, Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng. Ca sĩ Anh Khoa, ca sĩ Anh Khoa sinh năm 1948,
là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất của miền Nam trước năm 75. Ở dòng nhạc trữ tình, giọng hát truyền cảm và nhẹ nhàng của ông đã gây ấn tượng với khán giả cho đến ngày nay. Ca sĩ Anh Khoa tên thật là Trần Công Khai, sinh năm 1948 tại Phan Thiết, trong gia đình có đến 12 người con. Năng khiếu về ca hát của anh Khoa đã thể hiện từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Khi mới 12 tuổi, ông đại diện địa phương để vào Sài Gòn tham gia giải văn nghệ Ấp Chiến Lược Toàn Quốc tại Trà Phú Thanh và đạt giải nhất với ca khúc Biệt Kinh Cây.